À vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm giải mã rất là mới của hãng FX Audio. Đấy. Thì đây mọi người nhìn nhá. Chưa gặp cái con DAC nào nó bé như này. Đấy, đúng không? Đấy, rất là hay ho. Đấy, nó bé thôi. Thì đầu tiên thì em giới thiệu qua đã. Rồi thì lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái mà chi tiết những cái test hoặc là những cái phụ kiện hoặc là cái sách hướng dẫn đại loại như thế. Tí nữa em sẽ test mọi người. Đấy. Đây, con DAC model là Y01. Đấy. Con này chơi được cả DSD256 mọi người nhé, cực kỳ đẳng cấp. Đấy. Rất là nhỏ gọn, rất bé. Thì em xin phép một phút em quảng cáo cho cái tiết mục quảng cáo. Thì đây rất là vinh dự, bên em đang HD Audio là đại diện đại lý ủy quyền ở Hà Nội mà cung cấp các cái sản phẩm chính hãng của FX Audio nhé. Thì đây là cái sản phẩm rất là mới mọi người ạ, nó rất là mới đấy. Đi chi tiết vào cái sản phẩm ấy, thì đầu tiên đây là con DAC này, nó có một đường vào và một đường ra, nó chỉ có một đường vào thôi nhá và một đường ra. Đấy, đường vào của chúng ta là cái đường Type C. Đấy. Thì đường tiếp chi này chúng ta có thể kết nối rất là nhiều thứ, ví dụ như là điện thoại iPhone, điện thoại Android, máy tính. Đấy. Và đường ra là ra 3.5. Thì đường ra 3.5 thì chúng ta có thể là dùng cho tai nghe hoặc là dùng cho bộ dàn nhá. Nó không có dùng điện ngoài mà chúng ta sẽ cắm thẳng điện thoại vào trong con này và con này ra. Đấy. Nó không dùng nguồn ngoài nhé. Đây là cái bộ phụ kiện mà nhà sản xuất có tặng kèm chúng ta, là đây có một dây dây kết nối này, dây kết nối cho điện thoại Android dùng cộng tai C. Đấy, thì ở đây nó sẽ báo là phone nhá, nếu mà chúng ta cắm ngược là sẽ không thể hoạt động được. Phone là có nghĩa là chúng ta sẽ cắm vào điện thoại, được chưa? Đấy, và cái đầu này thì là sẽ cắm vào DAC. Đây cũng vậy. Đấy, đây nó dùng cho điện thoại Android đời trước. Đấy, thì cổng là cổng dẹt mà nó có hai cái cá này. Đấy, đây là đời cũ hơn thì hãng có tặng kèm và một cái dây USB để cho chúng ta kết nối từ máy tính nhé, hoặc là máy tính hoặc là cái đầu Android Book, nhưng mà Android Book phải đời cao. Đấy, hoặc là TV đời cao thì mới nhận nhé. Nói chung nó phải có một cái hệ điều hành đời cao để nó xuất tín hiệu ra đây. Và đây thì là bên em có bán kèm. Mọi người lưu ý nhé, là có bán kèm dây kết nối từ điện thoại iPhone. Đấy, từ điện thoại iPhone ra con DAC này. Dây này là chúng ta phải mua ngoài, nhà sản xuất không tặng kèm. Mọi người lưu ý nhé. Thì về thông số kỹ thuật thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi xem cái sách hướng dẫn. Đấy. Đấy, rất là hay ho. Model là FX Audio Y01. Đấy. Model. Đây, cái này thì không cần quan tâm. Mấy cái quét QR. Ở đây thì chúng ta nhìn ở trên này này. Sách hướng dẫn này. Hãng người ta báo là chơi được DSD256 này. Đấy. Và chúng ta làm sao để mà biết được là chất lượng nhạc đang là DSD hoặc là 192 hoặc là như thế nào, thì chúng ta nhìn ở dưới này này, cái đèn LED này. Đây, ở đây nó có một cái đèn LED. Đấy, ở dưới cái này, tí em sẽ test cho mọi người xem nhé. Tí em sẽ test cho mọi người xem cách hướng dẫn sử dụng cũng như là nghe một chút, nghe một đoạn ngắn. Thì video sau em sẽ test cho mọi người chi tiết một đoạn dài sau. Ở đây đèn LED mà nó báo là màu xanh. Đấy, xanh da trời đấy. Thì là tần số lấy mẫu là 44.1 cho đến 176 kHz. Cái đèn màu xanh lá thì nó báo là 176 đến 352 đấy, kHz. Và màu đỏ thì nó báo là tần số cao hơn nữa. Đấy, 352 cho đến 384. Và khi nào mà nó báo đủ ba cái màu trên, có đây tiếng Anh nó ghi là colorful này. Đấy, đủ ba cái màu thì có nghĩa là thiết bị đang chạy được DSD. Đấy, và tất nhiên là DSD thì chúng ta sẽ phải cắm máy tính. Đấy.
rồi, nó rất là đơn giản đấy thôi. Con này cực kỳ cơ động. Thì bây giờ là chúng ta, em thì hay dùng trên điện thoại, thì điện thoại chúng ta có thể là nghe nhạc từ Zing M3, nhạc của tôi, hoặc là cao hơn thì chúng ta dùng Spotify, hoặc cao hơn nữa thì là dùng Tidal đấy, những cái website hoặc là những cái app nhạc chất lượng cao đều dùng được hết, hoặc là YouTube đấy. Nhá, nó chỉ có một đầu vào ra, một đầu vào. Thì bây giờ em sẽ test cho mọi người xem này, để cắm ở đây này, đấy, thấy chưa? Đó. Và đường ra là ra âm ly, thì chúng ta cắm như này. Chúng ta có thể là ra âm ly bằng đường này, hoặc là bằng ba, hoặc là chúng ta dùng tai nghe, đấy. Đều được, rất là cơ động, nhanh gọn tiện lợi, nhanh như điện và tiện như máy khâu luôn. Đây, chất lượng nhạc thì nó sẽ báo đèn màu xanh như này, có nghĩa là từ 44.1 cho đến 176 đấy. Rồi, em chỉ test một đoạn ngắn ngắn để cho nó test cho mọi người biết cách hướng dẫn sử dụng thôi, chứ không thì là nó có thể nó sẽ báo ấy ở hãng, có thể là YouTube nó sẽ dính bản quyền thì không đăng được video này. Tiếp theo đến là em sẽ test một bài nhạc khác chất lượng cao hơn nhé, để xem ở trên này nó sẽ báo như thế nào mọi người nhé. Ví dụ như ở đây em có một, em hay test một cái bài nhạc đâu nhỉ, có một cái bài nhạc music nhỉ? Người chờ em một chút đây, ví dụ một bài nhạc mà chất lượng 192 kHz này đấy, thì nó sẽ báo cho một màu xanh khác nha. Đấy, thì đây là bài mà đạt chuẩn Hi-Res Audio đấy. Thì nó sẽ báo cái đèn này là màu xanh, xanh lá ngay đấy. Và khi đĩa đi thì nó lại báo đủ các màu. Nhớ, cao hơn cái màu này thì là màu đỏ. Được chưa? Đấy. Rồi em test qua một đoạn thế thôi. Và khi chúng ta tạm dừng thì nó lại về màu xanh. Vâng, vừa rồi là bên em review và giới thiệu cho mọi người cái mẫu DAC mới nhất của Epic Audio. Đấy. Có model có tên là Y01. Đấy. Mọi người cần mua hàng đấy, hoặc là cần trợ giúp về các cái sản phẩm này thì cứ liên hệ tới hai số hotline em để trên màn hình nhé. Vâng, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.